ngày đầu tiên của năm mới vị khách đầu tiên tới chúc Tết được gọi là gì? Ý nghĩa của việc đó. À, vị khách đầu tiên tới chúc Tết thì gọi là xông nhà hoặc là xông đất. À, và ý nghĩa của cái việc này tức là cái người đó sẽ mang lại cho mình cái sự hoan hỉ, may mắn trong năm mới. Tức là như ngày xưa là các cụ hay bảo là đi xin vía. Thì cái vía của cái người xông đất ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái gia chủ. Bởi vậy cho nên là những người mà đi xông đất thường là những người có vía tốt. Tức là kiểu như là mạnh khỏe, là gia đình là đoàn viên đầm ấm hạnh phúc, rồi là làm ăn nó cũng suôn sẻ. Những người đấy hay được đi xông đất. Còn ngoài ra nữa thì người ta có xem cái vấn đề là hợp tuổi nữa, hợp tuổi với chủ nhà thì họ chọn những người mà sẽ đầu tiên đến xông nhà của mình. Tìm ra lỗi sai trong câu sau: tóp mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh trưng xanh. Câu đúng phải là thịt mỡ chứ phải tóp mỡ. Người đầu tiên làm bánh trưng đó là Lang Lưu, tức là đời Vùng Tôn thứ 6. Thì khi mà làm một cái món quà để tặng cô cha thì là Lang Lưu đã nghĩ ra một cái bánh trưng bánh dày, tức là tượng trưng cho trời và đất, để là bà làm bằng những cái sản vật đó là những cái gạo ngon nhất của quê hương để tặng cho vua Hùng Vương thứ 6. Và đó thì là sự tích của bánh trưng bánh dày ra đời. Mùng 1 chấm chấm, mùng 2 chấm chấm, mùng 3 chấm chấm, mùng 1 Tết chấm chấm chấm, mùng 2 Tết chấm chấm. Mùng 1 là để Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Vâng. Tức là cái câu nói đấy, mùng 1 là Tết cha, không phải tất nhiên cha mẹ ở cùng với nhau rồi. Thực ra câu này thì thường theo như tôi hiểu thì là mùng 1 là đến về quê của cha nội, tức là quê nội. Mùng 2 thì về quê mẹ, tức là quê ngoại. Và mùng 3 Tết thầy, tức là những người đã dạy dỗ lên mình, lên người. No 3 ngày Tết, đói 3 tháng, chấm chấm chấm. No 3 ngày Tết, đói 3 tháng hè. Tại sao nói 3 tháng hè? Vì câu Việt Nam chúng ta hay có cái là tháng 3 ngày 8 ấy. Thế là mùa giáp hạt, tức là đến tháng 8 thì chúng ta mới có mùa gặt. Bởi vậy cho nên là những cái tháng trước khi mùa gặt ấy là mùa của vũ trưa, của chúng ta ăn hết mất rồi. Gạo ăn hết mất rồi, thành ra là chưa đến mùa mới thì chưa gặt, chưa có gạo ăn. Đầu năm mua chấm chấm chấm, cuối năm mua, thì câu này là đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Ý nghĩa tức là đầu năm mua muối là để đây là cũng là một cái phong tục, tức là cho nó mặn mà, đậm đà tình cảm, đậm đà về gọi là tiền bạc sông xanh. Và cuối năm mua vôi thì tức là đầu tiên là để sơn sửa lại nhà cửa, quét nhà để cho sạch sẽ, gọn gàng. Cái thứ hai nữa là cái yếu tố vôi trong truyền thống thì nó cũng là yếu tố mà gọi là trừ tà đấy. Còn muối thì thường là ngoài ý nghĩa là đậm đà thì có ý nghĩa là rắc muối rắc gạo để kiểu như là gọi là phân định đánh khổ, thì hay rắc muối rắc kiểu như là đi nhặt đất hoặc là phải công xây dựng công trình gì đó thì hay rắc muối rắc gạo xung quanh là để khẳng định đây là đánh khổ. Một loại cây chỉ có vào dịp Tết, không có hoa, không kết trái là gì? Thường là cây nêu. Cây nêu thì là người ta có thể làm bằng nhiều loại cây. Ví dụ như là thông thường nhất thì là người ta hay dùng cây tre, và người ta buộc trên ngọn cây tre nó một cái chùm nhũ sắc, một chùm vải nhũ sắc. Thì cây nêu này là nó có một cái câu chuyện truyền thuyết của một cái dân tộc ở vùng cao, tôi không nhớ rõ là người Tày hay người Thái gì đó, mà để trừ tà. Thì có một con quỷ là nó cứ đến nhà vào dịp Tết, nó đến nó bắt gà, bắt lợn, bắt người. Thế thì là sau đó thì người ta mới được lại cách là sẽ làm một cây nêu để con quỷ nó nhìn vào đó nó sợ, thế là nó không đến với nhiễu người ta vào dịp Tết. Thế là cây nêu. Mâm ngũ quả ở miền Nam thường là những loại quả nào, ý nghĩa của mâm ngũ quả đó? Ngũ quả ở miền Nam thì có thể hơi khác với miền Bắc. Miền Bắc thì là ngũ quả thì thường là theo màu sắc, như có chuối, có bưởi, có quýt, có cam, có hồng đấy, thì là ngũ quả miền Bắc. Nhưng mà mâm quả miền Nam thì rất là hay. Ngũ quả của miền Bắc thì thường là theo cái ngũ hành, tức là chọn 5 loại quả có 5 cái màu sắc tương ứng với cả ngũ hành, thì đấy là mâm ngũ quả đấy. Tức là trời đất, tức là cái mộc thủy thổ hỏa, thì chọn 5 cái màu, 5 cái trái cây có 5 màu đó để kết hợp với nhau, thì thường là truyền thống của ngũ quả miền Bắc. Nhưng mà ngũ quả miền Nam thì nó lại thú vị là người ta sẽ chọn là măng cầu, trái dừa, đu đu và
và trái xoài, bốn trái. Thế thì bốn trái này trong tiếng miền Nam ấy, họ đọc là cầu dừa đổ xài. Tháng riêng là tháng chấm chấm, tháng hai chấm chấm, tháng ba chấm chấm, và tháng riêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn sắp tới, chúc tất cả các bạn startup, các bạn trong fan club của tôi cũng như là tất cả các bạn theo dõi chương trình Sắc Trăng và các chương trình của tôi một năm mới thật là an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và vui vẻ đầm ấm. Hãy cố gắng chuẩn bị cho một tinh thần có một năm mới thật là hoành tráng, thật là vui vẻ và thật là nhiều thành công. Hẹn gặp lại.